Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Ngài Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cùng phu nhân và đoàn đã thăm chính thức nước ta từ ngày 31 tháng 5 tới ngày 1 tháng 6. Trong sáng ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter. Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hoa Kỳ do Ngài Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Hoan nghênh Bộ trưởng Ashton Carter đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hoa Kỳ thăm chính thức nước ta, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng Ashton Carter diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thúc đẩy quan hệ quốc phòng theo bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương được ký năm 2011, đưa quan hệ hai nước phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác song phương đạt được thời gian qua và khẳng định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã đáp ứng được lợi ích theo nội dung bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với quan hệ giữa hai quốc gia. Hai bên đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng để định hướng hợp tác song phương trên cơ sở bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương được ký năm 2011 như hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, an ninh biển. Sau hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ashton Carter đã trả lời báo chí về kết quả hội đàm giữa hai bên. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, bản tuyên bố trên nhằm tăng cường hữu nghị, hiểu biết, xây dựng lòng tin, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho biết, tại buổi hội đàm, hai bên đã cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ và đặt ra nền tảng cho quan hệ đối tác trong vòng 20 năm tới. Đặc biệt, bản tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng hai bên đã ký kết để Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện những cam kết đó. Những vấn đề này thể hiện một bước đi mới của mối quan hệ quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh biển. Mặt khác, Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác cùng nhau để đảm bảo hòa bình, ổn định ở trong khu vực và xa hơn thế. Đầu năm 2015 tại Đà Nẵng, lực lượng hải quân hai nước Việt Nam Hoa Kỳ đã diễn tập thực hành sử dụng bộ luật ứng xử về va chạm đột xuất ở trên biển. Hoa Kỳ sẽ cung cấp một gói 18 triệu đô la Mỹ cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam để mua sắm những tàu tuần tra, đồng thời đang hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam xây dựng và phát triển trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình. Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, trong đó có việc tôn tạo các đảo, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, chủ trương của Việt Nam luôn giải quyết những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, Công ước về luật biển năm 1982, cũng như thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, không mở rộng, không tranh chấp, làm phức tạp thêm. Các nước ASEAN sẽ nỗ lực cùng với Trung Quốc sớm có một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. Chiều ngày 1 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter dẫn đầu. Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, cũng như vị thế, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng cho rằng, trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 7 năm 2013, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều tiến triển tích cực. Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực và những diễn biến gần đây ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thông báo cho Tổng Bí thư kết quả tham dự diễn đàn Shangri-La tại Singapore vừa qua và tái khẳng định quan điểm ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thăm Việt Nam và khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư ghi nhận sự hợp tác của chính quyền, quốc hội và nhiều tổ chức cá nhân Hoa Kỳ nói chung trong việc tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời cũng hoan nghênh sự hợp tác của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong đó có việc rà phá bom mìn, tẩy độc môi trường, hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm quân nhân mất tích. Tại cuộc tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.